Mời quý vị và các bạn đến với một thông tin sức khỏe của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên. Chương trình hôm nay có chủ đề: Rối loạn tiêu hóa và những mẹo giúp trị rối loạn tiêu hóa ngày Tết. Thưa quý vị và các bạn, Tết là dịp thưởng thức nhiều món ngon bên mâm cỗ gia đình. Tuy nhiên, món ăn nhiều đạm dầu mỡ và chế độ ăn uống thất thường chính là nguyên nhân gây rối loạn tiêu hóa, đặc biệt là những người có tiền sử bệnh đường ruột. Một thông tin sức khỏe ngày hôm nay sẽ đem đến cho quý vị và các bạn những thông tin hữu ích xoay quanh việc phòng ngừa và một số mẹo trị rối loạn tiêu hóa ngày Tết. Ngày Tết mọi người dễ bị rối loạn tiêu hóa. Trang sức khỏe đời sống đã đưa ra lưu ý rằng trong những ngày Tết cơ thể chúng ta dung nạp quá nhiều đồ ăn, nhiều dinh dưỡng hoặc những đồ ăn chế biến sẵn. Đây chính là nguyên nhân dễ dẫn tới tình trạng rối loạn tiêu hóa. Hiện tượng này làm chúng ta cảm thấy khó chịu, đặc biệt là vào ngày Tết sum họp gia đình. Rối loạn tiêu hóa là một hội chứng được tạo ra bởi sự co thắt bất thường của các cơ vòng trong hệ tiêu hóa, làm cơ thể đau bụng và thay đổi vấn đề hiện đại tiện. biểu hiện của rối loạn tiêu hóa. Cũng trên trang sức khỏe đời sống, biểu hiện của rối loạn tiêu hóa được thể hiện như sau. Thường xuyên đau bụng, các cơn đau bụng với mức độ từ đau nhẹ đến đau quằn quại như dao cắt. Người bệnh có thể đau nhẹ và liên tục hoặc co thắt thành từng cơn. Cơn đau thường xuất hiện ở vùng bụng dưới bên trái, đôi khi cũng có thể đau ở các vị trí khác. Một số trường hợp hiếm có thể đau lan ra sau lưng, bụng không yên, ăn vào là ấm ách, khó chịu, đầy bụng, khó tiêu ăn xong hay có cảm giác đau lâm dâm, âm ỉ, có lúc đau quặn, đầy hơi, bụng căng trướng, ợ hơi liên tục. Đại tiện bất thường, ngày đi vài lần, nhất là ăn đồ ăn lạ xong, đau bụng, muốn đi vệ sinh, phân sống, lỏng. Những lưu ý phòng tránh rối loạn tiêu hóa ngày Tết ở trẻ. Trang sức khỏe đời sống đưa ra lưu ý, ngày Tết nhiều gia đình cho các bé uống thoải mái các loại nước ngọt có ga, trên thực tế, đa phần các loại nước ngọt đều được làm từ nước đường, mùi hương công nghiệp và chất bảo quản. Chúng có thể khiến bé bị đầy bụng và khó tiêu hóa. Vì thế bố mẹ nên cho trẻ tránh xa những loại đồ ăn nhanh, những thực phẩm chiên qua dầu mỡ quá nhiều hoặc những thực phẩm được nhuộm phẩm màu. Tránh cho trẻ ăn đồ lưu từ nhiều bữa trước và ăn quá nhiều bánh kẹo, đồ ngọt vì sẽ ảnh hưởng đến hệ tiêu hóa của trẻ. Bố mẹ nên cho trẻ ăn nhiều rau xanh trong mỗi bữa ăn để tránh cho trẻ khỏi bị táo bón. Ngoài ra phụ huynh nên bổ sung thêm các loại thực phẩm có lợi cho đường tiêu hóa của trẻ như sữa chua, váng sữa. Bên cạnh đó, tăng cường bổ sung các loại trái cây để cung cấp nhiều vitamin, nước và chất xơ, cân đối khẩu phần ăn nhiều chất béo, đạm, đường trong ngày Tết. Dự trữ một số loại thuốc trị rối loạn tiêu hóa trong tủ thuốc gia đình. Đây là lưu ý trên trang sức khỏe đời sống. Rối loạn tiêu hóa có thể xảy ra bất cứ lúc nào, vì thế hãy luôn chắc chắn tủ thuốc gia đình có sẵn thuốc điều trị đầy bụng, chướng bụng, khó tiêu các loại thuốc có nguồn gốc thảo dược thiên nhiên được ưa chuộng hơn bởi tính hiệu quả, an toàn và thân thiện với sức khỏe. chuyên gia khuyến cáo bạn nên sử dụng ngay khi thấy những dấu hiệu đầu tiên của rối loạn tiêu hóa để tránh bệnh tiến triển nặng. các bác sĩ khuyến cáo để phòng bệnh tiêu chảy, chứng khó tiêu, đầy bụng nên chuẩn bị một số thuốc sẵn sàng trong tủ thuốc gia đình như vài gói orezon hoặc viên hyrid dùng để bù nước trong trường hợp nôn tiêu chảy. một số mẹo trị đầy bụng khó tiêu ngày Tết. Trang sức khỏe đời sống đã đưa ra những mẹo trị đầy bụng ngày Tết như sau. Không thể không nhắc đến củ gừng trong việc chữa trị đầy bụng khó tiêu. Cách dùng, gừng tươi rửa sạch, thá lát mỏng, ngâm trong nước sôi như pha trà, uống ngày từ 2-3 lần sau khi ăn hoặc lúc có cảm giác đầy bụng khó tiêu. Cách trị đầy bụng khó tiêu từ củ tỏi mà không phải ai cũng biết, đó là củ tỏi trị đầy bụng khó tiêu, rối loạn tiêu hóa cực kỳ hiệu quả. chữa đầy bụng khó tiêu cho trẻ ngày Tết. Ngày Tết trẻ nhỏ ăn nhiều bánh kẹo, nước ngọt nên rất dễ bị đầy bụng. Dưới đây là hai cách trị đầy bụng khó tiêu cho trẻ nhỏ mà trang sức khỏe đời sống đã đăng tải. Nguyên liệu: một ít tinh dầu tràm, xoa đều tinh dầu lên vùng bụng của bé rồi tiến hành massage theo chiều kim đồng hồ. Đặc biệt chú ý tại phần bụng bé bị căng cứng khó tiêu, cách chữa đầy bụng khó tiêu cho bé bằng tỏi hoặc hành. Nguyên liệu: hành, tỏi, một vài nhánh. Cách thực hiện: nướng hành hoặc tỏi lên rồi cho vào một miếng gạc, đặt miếng gạc này lên vùng rốn của bé. Bạn theo dõi, một lát sau, bạn sẽ thấy bé xì hơi và đỡ đầy bụng hơn. Quý vị và các bạn thân mến, nguy cơ ngộ độc tựu và mẹo giải tựu ngày Tết sẽ là chủ đề chính trong chương trình ngày mai. Mời quý vị và các bạn cùng chú ý theo dõi. Một thông tin sức khỏe ngày hôm nay xin được khép lại tại đây. Thân ái chào tạm biệt.